so kè thành tích của Jisoo Blackpink và Jimin BTS khi ra mắt cùng thời điểm, không hẹn mà gặp, cả Jisoo Blackpink và Jimin BTS đều tung sản phẩm solo cùng thời điểm, thành tích hiện tại của họ có gì đáng chú ý? Jimin và Jisoo là hai nghệ sĩ K-pop gây chú ý khi cùng tung sản phẩm solo vào giai đoạn cuối tháng 3 năm 2023. Theo đó, cả hai đã lập không ít thành tích đáng ngưỡng mộ. Với đĩa đơn Like Crazy, Jimin của BTS đã lập nhiều thành tích. Trong đó, đáng chú ý là vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Với thành tích mới nhất, anh đã trở thành nghệ sĩ solo Hàn Quốc đầu tiên đạt được cột mốc này. Trước Jimin, thành tích cao nhất của các nghệ sĩ K-pop thuộc về Psy. Nam thần tượng này đứng vị trí thứ 2 với Gangnam Style trong 7 tuần liên tiếp vào năm 2012. Ngoài ra, sản phẩm Like Crazy đã bán được tổng cộng 254.000 đĩa CD và lượt tải xuống bài hát. Thu hút 10 triệu lượt phát trực tuyến trong tuần đầu tiên phát hành. Trước đó, trong chương trình Music Bank, Jimin BTS đã top một màn trình diễn xuất sắc nhất. Mini album đầu tay solo của Jimin BTS là Faye cũng đã chính thức vượt mốc 100 triệu lượt stream tích lũy trên Spotify. Theo cập nhật mới nhất của nền tảng này, thành tích này cho thấy sức hút của Jimin là không nhỏ. Jisoo là thành viên cuối cùng của Blackpink tung sản phẩm solo. Sau đó, cô đã trở thành nữ nghệ sĩ solo K-pop đầu tiên bán được 1 triệu bản album trong tuần đầu tiên phát hành. YG Entertainment cho biết album solo đầu tiên của chị cả Blackpink mang tên Me đã bán được hơn 1.020.000 bản. Dựa trên dữ liệu từ Hentel, bảng xếp hạng hàng đầu về doanh số bán album trong nước. Trước khi ra mắt, thành công của album Me cũng đã được nhiều người dự đoán trước. Khi lượng đặt hàng trước vượt 950.000 bản, khoảng 2 tuần sau khi bắt đầu mở bán. Sau đó, album này cũng nâng con số bán được lên hơn 1,3 triệu lượt. Theo truyền thông Hàn Quốc, ca khúc Flower đã đứng đầu bảng xếp hạng của iTunes tại hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ. Theo Sumpi, chỉ 24 giờ sau khi phát hành, MV Flower đã đạt được 40.069.513 lượt xem trên YouTube, mốc cao nhất của một nghệ sĩ nữ solo K-pop trong năm 2023 này tính tới thời điểm hiện tại. Nếu xét riêng về lượt view cho MV solo của họ trên YouTube, Jisoo có phần nổi trội hơn. Ca khúc Flower của cô đã cán mốc 90 triệu lượt xem, trong khi Like Crazy của Jimin chỉ mới đạt hơn 33 triệu lượt xem.